iPhone 11 của mình vừa mới được cập nhật lên iOS 14.0.1 chỉ 9 ngày sau sự kiện chính thức của hãng giới thiệu iOS 14 phiên bản public, thì bây giờ chúng ta đã có một cái phiên bản sửa lỗi rồi. Mình đọc trong cái log trên của phiên bản này á, thì nó chưa đề cập đến những cái lỗi mà chúng ta gặp phải phổ biến như là nóng máy, như là tụt pin, như là lỗi giật lag, hay là có một số anh em kêu than trên các group ấy là lỗi là do cái sim chưa tương thích khiến cho máy gây nóng, vân vân và vân vân. Mà nó lại chỉ tập trung chủ yếu vào một số những cái lỗi như là camera trước của iPhone 7 hay 7 Plus nó không hiện hình ảnh vừa chụp này, hay là sửa lỗi về mail, rồi sửa lỗi một cái số app như là app mail ấy, nó được cài đặt làm app mặc định nhưng sau khi reset thì nó lại mất cái mặc định này đi, vân vân và vân vân. Thì đấy, mình sẽ để cái đây cái ảnh hay là cái link để anh em tự xem lại cái bản cập nhật iOS 14.0.1 này nó đã sửa những cái lỗi gì và nó chưa sửa cái lỗi gì, để anh em tự biết đường mà có nên lên iOS 14 nếu bây giờ anh em đang ở iOS 13 hay không, hay là nên anh em nên xử lý thế nào về cái vấn đề này. Nhưng mà hôm nay thì mình muốn chia sẻ một câu chuyện khác, bởi vì iOS mình review cho anh em rất nhiều rồi. Hiện tại anh em mà đang dùng iPhone cũ đừng lên, iPhone 8 Plus trở xuống đừng lên, XR, XS, XS Max anh em muốn lên như mình ấy thì cũng ok, cũng được. Nhưng mà ưu tiên anh em là hãy dùng iPhone 11 series thì hãng tự tin lên cái phiên bản này. Bởi vì anh em biết rồi đấy, tốn pin, nóng máy là hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại nếu anh em muốn mua những cái mẫu máy mới đó thì tham khảo link ở dưới phần mô tả video. Tại Di Động Việt đang bán một số những mẫu iPhone 11, 11 Pro hay 11 Pro Max với mức giá tốt. Có cả link làm thành viên Relab nữa, giảm giá 150k. Còn cái quay trở lại câu chuyện đó là tại sao 2 năm rồi iOS 13 toàn lỗi là lỗi, bây giờ đến iOS 14 vẫn có vẻ như là rất nhiều lỗi còn tồn tại, thì để mình chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Tầm này năm trước mình có review cho anh em về những cái lỗi trên iOS 13, một số những cái lỗi kinh khủng như kiểu là chậm chạm 3 ngón tay vào thì nó lộ lên một cái pop up tùy chọn là quay trở lại hay là paste hay là copy ấy. Cái đấy thì không hẳn là lỗi, cái đấy là cái tính năng của iOS 13. Đấy, câu nói của các ông mà, đây không phải lỗi, đây là tính năng. Nhưng mà cuối cùng thì cái tính năng đấy có vẻ như là không được kiểm nghiệm một cách kỹ càng bởi các game thủ. Các anh tester của Apple không chơi game, cho nên họ không nhận ra là khi chúng ta chơi game như PUBG Mobile, dùng đến 3 ngón tay chạm vào màn hình là nó lại lộ cái khung pop up lên, thế là lại không bấm được gì cả. May quá, đến khoảng bản iOS 13.2 nếu mình nhớ không nhầm thì nó sửa hết các cái lỗi đó. Nhưng mà đấy, để cũng chia sẻ một cái lý do mà khiến cho những cái chiếc iPhone bây giờ mà lên iOS rất hay gặp lỗi. Đấy là cái quy trình phát hiện lỗi cũng như là sửa lỗi gặp vấn đề rất là nhiều. Mình có tham khảo trên một số trang báo cả Việt Nam và nước ngoài từ năm ngoái rồi. Đã có một số những cái nhân vật cấp cao của Apple họ chia sẻ về cái quy trình kiểm soát lỗi và sửa lỗi của iPhone á. Đầu tiên thì họ phát hiện ra một cái lỗi, kỹ sư nào phát hiện ra lỗi thì cũng đảm nhận cái việc sửa lỗi đấy luôn. Tuy nhiên sau một thời gian nếu cái lỗi đấy không được sửa thì họ sẽ cho cái lỗi đấy vào thành là lỗi cũ và ít ưu tiên. Thì lúc đấy thì họ lại ưu tiên sửa những cái lỗi mới trước, còn những cái lỗi cũ đấy đôi khi là nó cứ để tồn tại qua bản cập nhật này sang bản cập nhật khác và mãi và mãi và mãi, càng cũ thì càng ít được ưu tiên, mà càng ít được ưu tiên thì không được sửa, nó lại trở thành lỗi cũ hơn. Đấy, đấy là một cái quy trình nó hơi quan liêu và nó cũng khá bất cập tại Apple, khiến cho một số những cái lỗi rất nhỏ nhưng mà có ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng á, nó lại không được sửa sau thời gian dài. Cái thứ hai, cái này thì là một cái cách nhìn nó khách quan hơn và đứng từ phía cá nhân mình nhận xét thôi. Đó là iPhone hiện tại chúng ta đang có một cái line sản phẩm rất nhiều các cái cách thiết kế, rất nhiều con chip hay là rất nhiều những cái mẫu mã form dáng khác nhau. Đây chính là cái mặt tối hay chính là cái lưỡi dao của cái việc là Apple hỗ trợ iOS cho rất nhiều thiết bị. Hiện tại iOS 14 chúng ta có thể cập nhật lên với cả những cái thiết bị đã 5 năm tuổi rồi, iPhone 6S hay là iPhone SE. Và cũng có thể cập nhật lên những cái sản phẩm mới nhất iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, sắp tới iPhone 12 sẽ được cài đặt sẵn. Thì lúc này các bạn sẽ thấy ngay này, có những cái máy đang chạy con chip, nó không phải là chip tối ưu của Apple luôn cơ. Nó đang còn chạy cái nhân GPU là PowerVR như là iPhone 6S và iPhone 6S Plus. Có những cái máy màn hình 16:9, kích thước chỉ có 4,7 inch, màn hình tay thỏ của iPhone X, iPhone XS, màn hình tay thỏ có lớn hơn của Pro Max, màn hình tay thỏ nhưng mà là IPS LCD của iPhone XR và 11, và màn hình 16:9 mà là cỡ lớn của 8 Plus, 7 Plus, đấy, vân vân và vân vân. Chỉ nhìn thấy vài cái cỡ máy với cả vài cái form dáng màn hình thôi thì chúng ta đã thấy được khoảng 4 đến 5 cái cỡ màn hình và cái kiểu thiết kế khác nhau. Mỗi cái hệ điều hành đó trên mỗi cái máy đó lại cần một cái sự tùy biến riêng cho từng thiết bị khác nhau. Do đó thì khối lượng công việc lúc này cũng nhân đôi nhân ba lên, và cái việc mà có lỗi trong quá trình tạo ra iOS hay là có cái sự bỏ sót trong quá trình debug
quá trình phát hiện lỗi của iOS cũng là cái điều dễ hiểu. Cái này thì tạm thời mình thông cảm thôi, chứ mình cũng không tha thứ được cho Apple. Rõ ràng là iOS 14 beta một tháng rồi, mình rất nhiều người cũng review lỗi rồi, mình chính cá nhân mình cũng report lại trong cái ứng dụng của Apple rất nhiều lần, nhưng mà thôi đánh chịu. Và cuối cùng, ngoài việc đã có rất nhiều những thiết bị phần cứng nó khác nhau và nó khiến cho iOS khó để được tối ưu cho riêng từng thiết bị đó ra, thì nó lại có một cái việc từ chính bản thân phần mềm nữa, đấy là càng ngày thì iOS càng nhiều tính năng. iOS 13 là một cái phiên bản mà bị đánh giá rằng không nhiều tính năng mới lắm, nhưng mà nó đã lỗi lên lỗi xuống. iOS 14 thì nó là câu chuyện hoàn toàn khác luôn. Chúng ta sẽ có widget, chúng ta sẽ có cái back tab này, gõ mặt lưng này, một số tính năng mình đã review từ trước rồi. Chúng ta sẽ có những cái biểu tượng hiển thị về bảo mật, về camera hay mic thu âm ở trên góc màn hình. Chúng ta sẽ có những cái nút tăng giảm âm lượng mới, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái của Apple mới. Và một cái hệ điều hành ạ, không phải chỉ là một cái phần nhỏ các bạn sử dụng đâu, mà khi nó được tạo ra nó còn phải tạo ra rất nhiều những cái tình huống sử dụng khác nhau. Kiểu ngày xưa Samsung bị lỗi là do lịch âm ấy, đơn giản nó chỉ là một cái lỗi rất nhỏ là cái hệ điều hành đấy nó quên mất việc có một cái tháng âm thứ hai, do đó khi đến cái tháng âm đấy nó không tính toán được, nó nhận ra là đây là một cái thứ mà không tồn tại trong cái khả năng tính toán của nó và nó crash, nó lỗi, nó không thể làm được gì cả. Vì vậy đơn giản đây là cách hoạt động của máy tính, chỉ có đúng và sai, chứ không có như chúng ta flexible, chúng ta dẻo dai hay là linh hoạt hơn, mà máy tính sai phát là toàn cả hệ điều hành, hoặc là cái chức năng này nó lỡ không đúng ở đâu đấy phát là nó toàn cả cái tính năng. Thì đó là những cái cá nhân mình nghĩ rằng lý do tại sao iOS đến tận bây giờ sau một tháng beta của iOS 14, hay là thậm chí sau một năm rất là nhiều lỗi của iOS 13 mà mình cho rằng là nó thực sự là thất bại ấy. Đấy, thì đến bây giờ nó vẫn đang còn lỗi. Còn anh em nghĩ sao? Anh em có gặp những cái lỗi gì khác hay không? Tất nhiên là mình vẫn đang tiếp tục sử dụng iOS 14 các phiên bản mới nhất, để có gì lỗi mà to thì mình còn review cho anh em, chứ còn lỗi nhỏ thì mình cũng chán review rồi. Anh em nếu mà gặp những cái lỗi gì có thể comment ở bên dưới, cũng như cách xử lý luôn để chúng ta cùng biết được. Một số những cái lỗi thì mình đã có đề cập cho anh em trong các cái bài review trước đây rồi, mình sẽ để ở góc màn hình để anh em cùng tham khảo nhá. Anh em đừng quên là link mua những cái chiếc điện thoại iPhone đời mới một chút, cập nhật iOS nó thoải mái hơn, được hỗ trợ đảm bảo hơn, sẽ ở dưới phần mô tả video tại Di Động Việt iPhone 11 series. Đừng quên cả mã giảm giá 150k làm thành viên Relab. Và mà nó nữa, không biết đến bao giờ con iPhone XR của mình hết tụt pin. Dù một tháng rồi mà ngày nào cũng phải sạc 3 lần anh em ạ. Cao không chịu được. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.